Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, ngày 31 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. Man United có động thái mới với Mason Greenwood. Món hời xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng. Daniel Olmo lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. Dortmund quyết tâm chiêu mộ tiền đạo hàng đầu Bundesliga. Guirassy vừa trải qua một mùa giải thăng hoa cùng Stuttgart. Tiền đạo người Guinea ghi đến 28 bàn thắng tại Bundesliga, góp công lớn giúp đội nhà có được ngôi Á quân. Do đó, việc Sir Jim nhận được sự chú ý của nhiều đội bóng lớn ở kỳ chuyển nhượng hè không phải thông tin quá bất ngờ. Theo tờ Bild, Dortmund đang là đội dẫn đầu cuộc đua trong việc chiêu mộ chân sút sinh năm 1996. Guirassy có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 18 triệu euro. Đây là con số không quá lớn và Dortmund hoàn toàn có thể đáp ứng. Man United có động thái mới với Mason Greenwood. Theo trang Minor, Man United đang cân nhắc việc gia hạn hợp đồng với Mason Greenwood nhưng vẫn không cho phép anh ấy trở lại Old Trafford. Mason Greenwood đã trải qua mùa giải trước dưới dạng cho mượn với đội bóng Getafe của Tây Ban Nha. Dù gây ấn tượng mạnh mẽ, nhưng rõ ràng ngôi sao người Anh không có tương lai ở câu lạc bộ. Ban đầu Greenwood bị đình chỉ sau các cáo buộc cố gắng hãm hiếp, kiểm soát, hành vi cưỡng bức và hành hung. Dịch vụ truy tố sau đó đã bãi bỏ tất cả những cáo buộc đó. Nhưng Greenwood vẫn không được trở lại đội một quỷ đỏ trước làn sóng phản đối của người hâm mộ, cũng như một bộ phận đứng về phía nữ quyền ở Man United. Lúc này, đội chủ sân Old Trafford đang muốn đề nghị gia hạn hợp đồng với Greenwood. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ 22 tuổi này sẽ hết hạn vào năm 2025 với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Một thỏa thuận mới sẽ giúp Man United nắm lợi thế trong việc đàm phán bán Greenwood. Có ý kiến cho rằng ban lãnh đạo câu lạc bộ đang xem xét cài vào điều khoản cho phép Greenwood ra đi theo dạng mượn một lần nữa với nghĩa vụ mua đứt bắt buộc kèm theo. Quỷ đỏ hy vọng sẽ nhận được khoảng 40 triệu bảng cho tiền đạo này. Một số câu lạc bộ đã quan tâm đến anh ấy trước kỳ chuyển nhượng mùa hè như Juventus, Napoli, Atletico Madrid, Barca hay Dortmund. Daniel Olmo lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Bayern Munich đã đưa Daniel Olmo vào danh sách các mục tiêu cho kỳ chuyển nhượng hè tới đây. Giám đốc Marcel đánh giá rất cao tài năng của chân chạy cánh người Tây Ban Nha. Hợp đồng của Daniel Olmo với RB Leipzig vẫn còn kéo dài đến hết tháng 6 năm 2027. Cầu thủ sinh năm 1998 có điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu euro vào mùa hè này. Ngoài Bayern Munich, Barcelona và Tottenham cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Daniel Olmo. Rashford tới Arsenal không khác gì vụ nổ. Arsenal có lý do để tính đến kế hoạch chiêu mộ Marcus Rashford trong tương lai gần. Marcus Rashford không còn là chính mình. Sau mùa giải 2023 gây ấn tượng khi cán mốc 30 bàn trên mọi đấu trường, tuyển thủ Anh sa sút không phanh. Theo đó, Rashford có màn trình diễn tệ hại trong màu áo Man U ở mùa giải năm nay. Tiền đạo người Anh ra sân 43 trận nhưng chỉ ghi được 8 bàn và có 5 kiến tạo trên tất cả mặt trận. Cảm giác tâm lý của Rashford bị ảnh hưởng nặng nề. Đó là lý do anh lên kế hoạch tạm rời xa mạng xã hội để có thời gian nghỉ xả hơi sau mùa giải tệ hại. Phong độ cá nhân không mấy tích cực cũng ảnh hưởng đến quyết định loại Rashford khỏi đội hình tham dự Euro 2024 của huấn luyện viên Gareth Southgate. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi xuất hiện thông Rashford được liên hệ tới Arsenal. Thậm chí huấn luyện viên Mikel Arteta đã nhiều lần trò chuyện với Rashford về một mối quan hệ hợp tác trong tương lai gần. Dù vậy, Arsenal có lý do để theo đuổi thương vụ. Gabriel Martinelli trải qua một mùa giải sa sút, trong khi Bukayo Saka vẫn cần một cầu thủ có năng lực san sẻ gánh nặng. Một mình libero chót sắt là không đủ. Do đó, Rashford là sự bổ sung đáng để kỳ vọng. Arsenal không có được những chuyên gia đá phản công. Với Rashford, họ sẽ sở hữu được một bậc thầy. Rashford được coi là xuất sắc ở khả năng này. Hãy nhìn vào bàn thắng của Minor trước Man City ở chung kết FA Cup. Chính Rashford có pha chuyền vượt tuyến chuẩn xác cho Garnacho thực hiện đòn phản công sắc lẹm. Sự bổ sung của Rashford sẽ rất hữu ích cho các trận đấu lớn, đặc biệt là ở châu Âu. Nhiều người có quyền nghi ngờ về sự ổn định của Rashford, nhưng đây là cầu thủ chạy cánh đã ghi 83 bàn ở Premier League và ghi tổng cộng 191 bàn thắng và kiến tạo sau 293 lần ra sân kể từ khi ra mắt MU lúc mới 17 tuổi vào năm 2016. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. MU gây sốc chuyển nhượng trò cưng của Pochettino. Giới truyền thông sư sương mù cho hay, sếp lớn MU đang cân nhắc việc chiêu mộ hậu vệ Trevoh Chalobah, học trò cũ của Pochettino ở Chelsea. Ông chủ mới Sir Jim cùng các cộng sự xác định câu lạc bộ cần ký hợp đồng với một trung vệ khỏa lấp chỗ trống mà Rafael Varane để lại. Trevoh Chalobah bất ngờ lọt vào tầm ngắm quỷ đỏ vì anh phù hợp với chính sách chuyển nhượng mới của MU. Sir Jim chỉ muốn mua cầu thủ dưới 25 tuổi và đó không phải là những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Bất kỳ bản hợp đồng nào cũng cần được sự chấp thuận của huấn luyện viên trưởng, nên thương vụ có thể bị trì hoãn trong bối cảnh tương lai Erik Ten Hag chưa đảm bảo. Mauricio Pochettino là một trong những ứng viên tiềm năng nên thay Ten Hag nếu nhà cầm quân Hà Lan bị sa thải. Bởi vậy, trường hợp thuyền trưởng người Argentina ngồi vào ghế nóng, ông sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Chalobah rời Chelsea sang khoác áo MU. Đội bóng áo xanh sẵn sàng bán Chalobah ở kỳ chuyển nhượng hè tới để cân bằng sổ sách tài chính, tuân thủ quy tắc lợi nhuận bền vững Premier League. Hậu vệ người Anh trưởng thành từ học viện Chelsea nên là cầu thủ cây nhà lá vườn. Khoản tiền thu được từ việc bán Chalobah sẽ được tính 100% lợi nhuận. Theo The Independent, mức phí Chalobah khoảng 25 triệu bạc. MU sẵn sàng chi trả khoản tiền trên bởi các mục tiêu khác như Ben White hay Maguire đều bị hét giá gấp đôi con số trên. Cho cưng của Ten Hag sắp được thưởng lớn. Football Insider tiết lộ rằng ban lãnh đạo Man U đang nói chuyện với Minor về một bản hợp đồng mới. Mùa giải của Man U đã khép lại một cách đáng nhớ bằng hình ảnh nâng cúp FA sau khi đánh bại Man City trong trận chung kết. Maignan là một trong những người ghi bàn cho Quỷ Đỏ hôm đó. Mới đây, anh cũng đã có mặt trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Anh dự Euro 2024. Sự tiến bộ vượt bậc của Maignan khiến ban lãnh đạo Man U phải tính đến chuyện giữ chân anh ngay lập tức. Football Insider tiết lộ đã có những cuộc đàm phán sâu giữa MU với Maignan và hai bên đều thoải mái khi thương thuyết bởi đều có chung ý tưởng gắn bó lâu dài cùng nhau. Maignan cùng với Garnacho và Rasmus Højlund được coi là ba điều không thể chạm tới trong kỷ nguyên mới tại Old Trafford. Bất chấp những biến động trên băng ghế huấn luyện có thể xảy đến, Maignan vẫn sẽ là trụ cột của Man U ở mùa giải tới. Nó rất có thể được đánh dấu bằng một bản hợp đồng mới cho cầu thủ này trước thềm mùa giải mới diễn ra. Món hời xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng. Trang Foot Mercato đã đưa ra thông tin khá bất ngờ về mức phí chuyển nhượng của ngôi sao Atletico Madrid. Ở tuổi 33, Antoine Griezmann vẫn đang duy trì phong độ đáng kinh ngạc. Ngôi sao người Pháp sắm vai chủ công trong lối chơi Atletico Madrid, mùa giải vừa qua anh đã có cho mình 24 bàn thắng và 8 pha kiến tạo tính trên mọi đấu trường. Với nền tảng kỹ thuật tốt, cộng thêm tư duy chơi bóng đỉnh cao, cựu sao Barcelona đã vượt qua gánh nặng tuổi tác để tiếp tục thể hiện những màn trình diễn đẳng cấp. Cũng vì vậy anh đang được nhiều đội bóng lớn quan tâm. Nguồn tin từ Foot Mercato cho hay Griezmann có giá 15 triệu euro ở mùa hè này bởi điều khoản trong hợp đồng giữa anh với Atletico Madrid. Hiện tại, một số câu lạc bộ châu Âu cũng như Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận anh. Tuy nhiên, có lẽ ở thời điểm hiện tại, Griezmann chỉ muốn dồn toàn bộ sự tập trung của mình để giúp tuyển Pháp chinh chiến tại kỳ Euro sắp tới. Les Blues đang sở hữu đội hình chất lượng, có sự trung hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Họ đang được xem như một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ để Lukaku rời đi nếu nhận được khoảng 38 triệu bảng. Tiền đạo người Bỉ vừa trải qua một mùa giải cho mượn trong màu áo Rome, anh dự kiến sẽ quay trở lại tập trung cùng Chelsea trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai. Tuy nhiên, khả năng để Romelu Lukaku tiếp tục gắn bó với The Blues là không cao. Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, đại diện phía Tây London sẵn sàng để anh rời đi nếu có câu lạc bộ nào đáp ứng mức giá 38 triệu bảng, con số thấp hơn nhiều so với thời điểm Chelsea mang chân sút người Bỉ trở lại từ Inter Milan. Được biết, huấn luyện viên Antonio Conte, tân huấn luyện viên của Napoli, muốn đưa tiền đạo sinh năm 1993 quay trở lại Serie A chơi bóng. Hai câu lạc bộ sẽ tiến hành đàm phán trong khoảng thời gian tới. Nếu tỏa sáng tại Euro 2024, Romelu Lukaku có thể thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng trên khắp châu Âu. Xét ở khía cạnh chuyên môn, tuyển thủ Bỉ rõ ràng không phải một lựa chọn tồi dành cho bất cứ đội bóng nào. Real Madrid thưởng lớn cho người hùng Champions League. Romelu hiện đang thi đấu theo dạng cho Real Madrid, theo dạng cho mượn từ Espanyol đến hết mùa giải này. Ở vai trò kép phụ, tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn thể hiện khá tốt khi ghi được tổng cộng 17 bàn thắng trên mọi đấu trường, nổi bật nhất là cú đúp vào lưới Bayern Munich tại bán kết Champions League. Theo ký giả Luis Sanchez, Real Madrid sẵn sàng mua đứt tiền đạo người Tây Ban Nha và sẽ gửi đến anh bản hợp đồng có thời hạn một mùa giải sau khi trận chung kết Champions League khép lại. Chúng tôi chuyên tài khoản AdSense, chuyên chạy sách, chạy giờ, cung cấp kênh bật kiếm tiền view sức tự nhiên, kháng các thể loại kênh và sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 shop thường giá chỉ còn 200k, 1.000 shop thật giá chỉ còn 400k, 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k, bảo hành 7 ngày, 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500k, bảo hành vĩnh viễn. Kênh bật kiếm tiền view shop tự nhiên, giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sub, giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại, giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường, nhanh chóng bật kiếm tiền. Các vấn đề YouTube, 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.